Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hoàng Bờ Sờ. Và sau đây thì mình sẽ vào thi IOE lớp 9 vòng 20 năm học 2017-2018. Ok, thì bài đầu tiên chúng ta sẽ có là bài Fill the Blank Follow Purpose. Purpose là mục đích. Option là sự lựa chọn. Improvement, sự cải thiện. Atmosphere là bầu không khí quyền. Appliance kiểu như là những cái app nhỉ. Pattern model modern encourage cái nào mình là encourage các bạn. Ordinary okay. Và chúng ta sẽ đến bài thi thứ hai. Bài gì đây? Fear Find Honey. Okay, chúng ta sẽ điều khiển con gấu này. This is very well. This is busy. Busy. We can save natural resources. This new model. For most North American households, lightning accounts for 50%. Có nghĩa là ở hầu hết là những cái nhà ở Mỹ thì cái giá điện, thì cái giá tiền điện để phát sáng thì nó sẽ tốn khoảng 15% tổng cái giá trị tiền điện mà mỗi tháng là cái người Mỹ phải trả. Quarter, draft, crack, category. Thì trong bốn chữ này là chỉ có chữ này là mình đọc vần A, comma này. Chữ A này là chữ O. Quarter. Còn này, category, crack, draft. Okay. Did you make a profit off, I think? Make a profit from, I believe. Không from. So basically, make profit on. So why? Profit on your house when you sold it. Tức là mình có thể kiếm lời, là mình kiếm cái gì đó mình lợi nhuận cho mình trong cái hành động mà mình bán cái căn nhà này. Profit on. Nhưng mà thông thường là profit from cái gì đấy. Several opponents of women priced were received the Catholic Church. Receive cái gì ấy nhỉ? Mình nghĩ là receive into ấy nhỉ? Thì như mình nghĩ là into sẽ đúng, nhưng mà mình cũng không rõ là tại sao nó lại là into. Mình sẽ nghiên cứu lại sau. To learn English, then to go abroad. Because họ học tiếng Anh bởi vì họ có dự định là đi nước ngoài. The house was responsible for the completing council tax form. The owner of the household, I think. Không phải là owner. Nghĩ rồi. Nhưng mà không sao. Bởi vì chúng ta cũng hoàn thành bài thi. Phân số đề là 100/100. Nếu mà bạn nào có gặp cái bài đó mà các bạn có biết câu trả lời cho cái đáp án đó, thì bạn hãy gửi ngay về cho channel nhé, cho kênh. Thì bạn có thể comment hoặc là bạn có thể gửi qua email. Thì mình sẽ để cái email bên dưới. Thì bạn có thể là truy cập vào fanpage của mình. Bạn có thể liên hệ mình một cách mà nó trực quan hơn. Cái này là một người dự báo thời tiết. Weather forecast. Cái này là đang sửa điện. Mình muốn người sợ sửa điện. Cái này là label những cái nhãn. Đây là percent, phần trăm. Đây là cái bàn dàn tree này. Connective này. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong bài thi thứ 3. Và bây giờ đến bài thi cuối cùng là bài thi mà con cá, hungry fish.
One. Thử bài này các bạn nghe nhé. Thì mình sẽ repeat lại. The word jeans comes from a kind of material that was made in Europe. Material. Material có nghĩa là Two. Chất liệu, nguyên liệu. We would like to live in a country in which there's a lot of sunshine. Sunshine có nghĩa là nhiều nắng, đầy nắng. Three. On the occasion of Teacher's Day, we wish you health, success, and happiness. Occasion. Occasion đó là một cái ngày quan trọng nào đấy. Four. Nhưng mà cái ngày lễ. Yesterday, Viet Anh was the last candidate to be interviewed. Candidate có nghĩa là một cái người thí sinh. Five. The áo dài is now both traditional and fashionable. Traditional. Traditional có nghĩa là truyền thống, vừa truyền thống mình vừa thời trang. Unless you read these sentences carefully, you won't be able to give right answers. Carefully. Seven. Air pollution is one of the serious problems that humans are facing. Air pollution có nghĩa là cái ô nhiễm không khí. Eight. Hung told me that he had read the story already. When foreigners ask him, he answers automatically in English. Automatically là tự động. Ten. The Browns have got three sons, two of whom are working for a national bank. National bank, tức là những cái ngân hàng quốc gia, những cái ngân hàng trong nước. Ok, thì mình đã hoàn thành xong bài thi này với kết quả 330 điểm với thời gian là 783 giây. Thì nếu các bạn thích video này, các bạn có thể like, share và comment để có thể nhận được những cái video mới nhất của chương trình. Và hãy nhấn vào nút subscribe màu đỏ phía dưới. Nếu mà các bạn sử dụng YouTube mà tiếng Việt thì nó có cái tên là đăng ký ấy. Thì nếu các bạn thấy video này hữu ích thì có thể cộng mỗi nó trên Google Plus. Có thể là cho các bạn bè của bạn xem để có thể biết thêm kiến thức này nọ. Ok. Thanks for watching, guys. If you like this video, please like, share, subscribe. Just comment into it that you just really fascinating with my videos. And one more time, thank you.